chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về cái hệ thống room ở trên cái điện thoại Sony Xperia XZ2. Thì hiện tại Apple cũng như là Sony hai hãng sử dụng hệ thống room khác biệt hoàn toàn so với lại cái hệ thống room truyền thống của tất cả những điện thoại khác. Tức là những điện thoại khác thì họ dùng cái motor room quay vòng tròn để tạo cái room khi mà có đổ chuông hay là có một cái thông báo gì đó đến cái điện thoại. Apple thì họ dùng một cái room từ tính, tức là dùng nam châm. Thì cả Apple và Sony dùng một cái công nghệ chung tương tự như vậy. Và đối với Apple thì họ dùng cái room đó để thứ nhất làm cho cái thông báo truyền thống điện thoại gọi tới hay là báo tin nhắn hay gì đó như những hãng khác. Và họ có thêm một cái room nữa là room xúc giác khi mà các bạn rờ lên trên màn hình, nó gọi là cái 3D Touch, hoặc là khi các bạn dùng cái trackpad của Apple, nó gọi là cái Force Touch trackpad, thì nó phản hồi lên để chúng ta biết là chúng ta đã chạm lên trên cái màn hình, hoặc là trên cái Apple Watch nó cũng có cái phản ứng xúc giác đó, thì nó cũng tương tự như là một cái notification cho cái việc chúng ta rờ vào cái màn hình, chúng ta rờ vào cái Force Touch. Còn đối với Sony á, thì họ dùng cái cục rung, cái công nghệ tương tự như của Apple, và cái mục đích của họ là giúp người dùng có một cái trải nghiệm tốt hơn về hình ảnh cũng như là âm thanh. Thì các bạn biết được là Sony họ là cái công ty làm về giải trí, tức là họ có những cái hãng phim, họ có những cái hãng làm ca nhạc và họ phát nhạc. Thì cái người dùng mà khi sử dụng cái điện thoại của họ thì họ muốn người dùng họ có một cái trải nghiệm tốt hơn về cái điều đó. Thì đối với lại cái Xperia XZ2 này thì họ trang bị cái room đó. Thì cái room đó nó phục vụ cho cái nội dung ở trên màn hình hiển thị, chứ không phải là phục vụ cho cái thông báo như bình thường. Thì vậy là như thế nào? Tức là nếu mà các bạn xem video hay các bạn xem nhạc ở trên YouTube á, thì nếu mà cái nhạc đó nó có cái tiếng bass hoặc là có một cái nội dung gì đó mà họ thiết lập á, thì khi đó nó sẽ rung vào tai các bạn. Ví dụ các bạn nghe những cái bài hát như là nhạc dance hay như là nhạc quốc ao gì đó thì nó có rất là nhiều tiếng bass như vậy nè, thì lúc cái điện thoại bạn nó rung, và khi bạn cầm điện thoại đó, bạn coi ở trên tay, thì bạn cảm giác được giữa cái tiếng âm thanh đó, nếu mà âm trầm càng mạnh á, thì nó càng rung mạnh, âm trầm càng ít thì càng rung ít, và các bạn cảm nhận cái điều đó. Hoặc là các bạn chơi những cái game nó có những âm thanh, hoặc là các bạn bắn một cái mũi tên vào một cái vị trí nào đó và nếu nó trúng thì nó sẽ rung lên đó. Thì cái rung đó sẽ giúp cho các bạn cảm nhận được cái nội dung của game đó tốt hơn, hoặc là các bạn cảm nhận được cái video đó, cái hình ảnh đó tốt hơn. Thì đó là mục đích mà Sony họ muốn người dùng điện thoại của họ cảm nhận được, chứ không chỉ đơn giản là nhận những cái thông báo như là những điện thoại khác hay là Apple sử dụng. Đó là về cái lý thuyết. Còn thực tế thì mình có sử dụng thử một số cái liên quan đến room trong thời gian qua. Thứ nhất là mình coi YouTube, tức là mình coi những cái đoạn phim ngắn, hoặc là mình xem ca nhạc ở trên YouTube á, thì rõ ràng khi mình cầm như vậy nè thì mình cảm nhận được cái nội dung nó tốt hơn. Đến những khúc gây cấn hay gì đó thì cái điện thoại nó cũng rung lên. Đó, nó làm cho mình hòa nhập vào hơn giữa mình và cái điện thoại. Tức là bình thường mình chỉ nghe hoặc là mình chỉ nhìn thôi, thì bây giờ thêm một cái cảm giác nữa là cái điện thoại nó rung lên. Về chơi game thì mình không phải là người thích chơi game. Mình thử chơi game trên cái con Xperia XZ2 để mình xem là cái cảm nhận như thế nào. Thì rõ ràng là những cái tiếng nhạc ở bên dưới cái game, hoặc là khi mình đánh trúng cái đối tượng, thì mình thấy nó rung lên. Và rõ ràng là ngoài cái chuyện mình nhìn thấy điều đó, mình nghe được âm thanh đó và mình cảm nhận được cái rung đó, thì cảm nhận cái rung này, nếu các bạn từng sử dụng những cái máy chơi game cầm tay hoặc là những cái tay chơi game của Sony, thì các bạn cảm nhận cái điều đó, chúng ta thấy một cái phản ứng rõ ràng. Và mình có thử nghe đeo tai nghe để nghe Spotify cũng như là coi game hay là coi video, thì mình thấy rằng là cái rung đó phần nào nó giúp cho mình có một cái cảm xúc mạnh mẽ hơn so với lại cái bình thường mình không có cái rung đó. Thì rõ ràng là Sony họ làm nội dung và họ bán thiết bị, thì cái thiết bị đó nó giúp cho cái người dùng họ trải nghiệm được cái nội dung nó tốt hơn. Thì đó là một trong những cái điểm mà mình thấy là khá là ấn tượng về cái chuyện room. Còn như Apple thì họ dùng cái room đó chủ yếu để cho notification, còn những hãng khác thì họ không có cái công nghệ room của hai cái hãng này. Rồi, xin cảm ơn.